đồng thời trói định tiện thụ hệ thống cùng ngược tra hệ thống sau, tra công bị ta làm tâm thần phân liệt, song nam chủ, xuyên thư, hệ thống, song khiết, he, sản văn, chỉ muốn làm tiền sa điêu thụ diệp trì ít nham hiểm đa nghi đại lão công ứng hoài diệp trì ngoại ý muốn mặc thành nhân vật chính cẩu huyết cạn bã ngược văn thụ, nguyên chủ bị tra công gia bạo nhục mà đội nón xanh, còn vô điều kiện tha thứ tra công. Diệp trì Nhân vật chính này ai thích làm thì làm đi. Tra công lừa gạt Diệp Trì, để diệp trì kết hôn với nhân vật phản diện kỳ thực muốn diệp trì làm gián điệp thương mại cho hắn anh tin tưởng tình yêu của diệp trì cho đến khi diệp trì và nhân vật phản diện thịnh thế tìm kiếm trong hôn lễ tra công vọt vào nhân vật phản diện trong nhà nhà ta tiểu bằng hữu nhiệm vụ đã hoàn thành có thể đem hắn trả lại cho ta sao ứng hoài ông eo diệp trì ngại quá đây là nhà tôi a à, tra công hẹn diệp trì gặp mặt tiện thụ hệ thống. Đã phát động nhiệm vụ hoàn hoàn loại khanh. Xin để tra công chính miệng nói ra, ngươi cùng hắn rất giống, hệ thống ngược cặn bã. Đã phát động nhiệm vụ diễm áp quần phương. Mời ăn mặc lộng lẫy khiếp sợ tra công. Trong nhà hàng Tây, tra công khiếp sợ nói không ra lời, nhìn nhân viên phục vụ một chút, lại nhìn dịp trì cùng nhân viên phục vụ ăn mặc giống nhau như đúc. Sau một lúc lâu, tra công chỉ nhân viên phục vụ, mở miệng cách ăn mặc này. Rất giống hắn. Hệ thống. B. Tra công giao độc dược thần kinh cho Diệp Trì. Tiện thụ hệ thống. Mời ký chủ thành công cho nhân vật phản diện hạ dược. Hệ thống ngược cặn bã. Mời chủ ký sinh ngược cặn bã, không nên vì tra công làm việc. Diệp Trì thở dài, yên lặng móc ra một bao 49 dạ dày thái rót vào trong cà phê của nhân vật phản diện. Diệp Trì. Đại Lang, Đến lúc uống thuốc rồi. Nhân vật phản diện. Chương 1. Điện mục bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02. Nghĩa phụ đại nhân ở bên trên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03. Ta có thể chủ động cho, nhưng mà ngươi không thế mở miệng muốn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 18 vạn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Lão bà ngươi chạy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Ngươi cao hứng sớm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Có thể làm bạn trai ta sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Không tệ chính là lão tử làm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Ngươi chắc chắn ưa thích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.